chuyển hơi chậm không? Năm bảy giây à? Chạy lên đầu cha chạy vô luôn. Cha nó chạy vô luôn. Cái sâu nạc hay nói à. Dạ. Lại chứ luôn. Xẹt đây cũng tự chế đây, đưa vô đó, đóng lên mấy cái bao xẹt trong mâm luôn nè. Mấy cái nhiều xẹt đây à, ở đây rồi tự chế không. Biết căn chỉnh máy nhưng không biết căn chỉnh máy là dễ bị đứt van, thay van liên tục. Làm rất là nhẹ nhàng, bốc hết tháo ra tháo vô rất là nhẹ. Tiếp theo là phần đồ 2 lái mâm ra. Mấy cái bao xẹt trong mâm luôn nè. Đó. Mấy cái nhiều xẹt đây à. Ở đây rồi tự chế không.
Phải biết căng chỉnh máy, chứ không biết căng chỉnh máy là dễ bị đứt băng, thay băng liên tục. Làm rất là nhẹ nhàng, bóp hết, bao là thao vô rất là nhẹ.